Xin chào các cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Life. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, thời tiết lên đến 18 độ C. Tuần trước thì Hà Lan nhiệt độ xuống âm 15 độ C. Thời tiết rất là đẹp nên cả gia đình nhà mình đã ghé thăm một thành phố có tên gọi là Hilversum. Mình mời cô bác, anh chị em và các bạn cùng ghé thăm với mình nhé. Hilversum là một thành phố nằm tại phía bắc Hà Lan. Nguồn kinh tế chính của vùng Hilversum này nó là trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Sum cũng là một trong những trung tâm phát thanh và truyền hình chính, mang lại cho nó biệt danh là Media City. Món kem luôn là món yêu thích dành cho các bạn nhỏ. Món ăn ẩm thực đường phố của người Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất là thơm ngon. Sau đó, mình sẽ ghé thăm một ngôi làng cổ có tên là Naden. Naden là một cái nơi thu hút rất nhiều du khách nhờ những công trình cổ được xây dựng theo phong cách châu Âu từ thế kỷ 16. Vào thời điểm này thì các cái địa điểm và các cái cửa hàng họ đóng cửa nên mình tới đây thì sẽ hơi buồn. Bạn là người thích du lịch và là người thích khám phá thì hãy thử một lần đến với thành phố Hilversum và ngôi làng cổ Naden này nhé.